Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với chương trình Pèo và vừa vào game trời mưa các bạn ạ. Thay thế mà vừa vào thì trời mưa bạn ơi. Trời mưa gì bạn ạ, nhìn trời ơi, vừa vào trời mưa chứ. Đấy, thì mình đang tính là làm một cái cổng bạn ạ, làm một cái cổng như bạn hứa các bạn đấy. Là hôm nay mình sẽ làm một cái cổng nữa, là một cái cổng ở đây bạn ơi. À đấy, thấy bảo à đứng chính xác là ngày hôm nay mình phải đi lút đồ ở đền rừng mưa không đấy, ở đền thờ thần rắn đấy. Mà thôi, lút thì lút lúc nào chả được bạn ơi, đền thờ thần rắn thì nó đồ đạc nó vẫn ở đây thôi bạn ạ, nó cũng đâu mất được đúng không. Thì lúc khác mình lút cũng được bạn ạ. Đấy, lút đồ lúc nào chả được thôi. Cái này chỗ này bị cây che bạn ơi, nhìn này, nó chỉ hiển thị một góc thôi bạn ạ, đúng phải như này không, nó hay là chỗ này bị mất một góc ấy, nhìn lại nhỉ, tức là do cây nó ở che, mình che hết bạn ơi. Đấy thì chắc mình nghĩ là lút đồ lúc nào chả được. Ngày hôm nay chúng ta tập trung để làm một cái cổng bạn ạ, làm một cái cổng. Thật ra nếu mà làm cái cổng kiểu đóng ra đóng vào á thì bây giờ nó sẽ bị che bạn, nó sẽ bị che cái phần nhà đi, nhìn rất là xấu. Nếu mà đóng cái cửa mở từ dưới lên trên mà mở từ dưới lên trên mình sẽ bị vướng cái này, nó sẽ bị vướng cái cột này, nó không hợp lý bạn ạ. Cho nên chỉ có thể cái cổng nó có thể nhô ra nhô vào đấy, mình sẽ giấu nó ở dưới một block ở đây. Cái cổng sẽ nằm ở dưới này, nó sẽ nhô ra nhô vào bạn ạ, đó là hợp lý nhất bạn ạ. Mà ok rồi, để mà thiết kế cái cổng đấy thì chúng ta phải nghiên cứu nó, phải nghiên cứu xem là cần chế tạo những cái gì bạn ạ. Đó, đầu tiên là muốn pro thì phải học hỏi đúng không đấy, phải bỏ công sức học hỏi mà. Rồi cái đầu tiên là mình sẽ phải nghiên cứu đó là cái khối trượt đúng không. Mình nhớ không nhầm mà chúng ta cần dùng khối trượt lâu rồi, tôi không xài mấy cái này bạn ạ. Khối trượt mình khối đâu nhỉ, cái khối trượt này đấy, cộng trừ này đó. Thì mà kích điện cho bữa này, mình kích điện cho nó, chúng ta cần kích hoạt điện của nó. Ok rồi, mình từ tạo này đi. Mình sẽ mô phỏng lại cái nhà của mình các bạn nhá. Đây tôi sẽ mô phỏng lại này. Mình sẽ để gỗ ở dưới. Ví dụ gỗ này đi. Đây một đất này, đây sẽ đất này, một lớp đất này bạn nhá. Đấy, một lớp đất đúng không? Đấy, một lớp đất đây. Đó. Xong ở trên cũng là đất nữa đúng không? Kẹp giữa đất. Nó ngồi đây sẽ là cái cửa, cái cổng như này. Cái cổng mình nghĩ chắc là hai block thôi nhỉ? Hai block thôi chứ không cần nhiều bạn, cái như này thôi nhỉ? Hai block thôi. Đây. Bây giờ quan trọng để khối trượt các thứ như nào này. Lâu tôi không xài mấy cái này, tôi cũng không nhớ lắm các bạn ạ. Thật là hơi gà. Này đúng không? Sao bị kẹt nhỉ? À tôi hiểu. Đây. Nó phải là thế này, bên đây nó phải thế này. Đó. À hiểu. Đây. Chính xác là nó phải như này bên á. Đây. Xong bên ở đây. À đây, như này đúng không? Lục cộng ở đây. Đó, ok bên ạ rồi. Thì chính xác là nó sẽ là như này bên ơi. Đây này. Đây, đây đất đấy, đất đúng không? Đất đây. Đấy, đất này, đất ở dưới này. Đất xung quanh này, à, đất xung quanh này. Ok, nó bắn đất ở dưới nhá, à, đất ở trên này, đất phủ ở trên này. Thì bây giờ để mà kích hoạt được cái này cần cái gì? À, cái con chó mình chắc phải làm cần gạt à? Nếu mà làm cần gạt nó sẽ như này đúng không? Ví dụ đây là cái nhà mình đi, à, nhà mình này đi. Đó, ok nhá. Thế mà để cần gạt ở đây à? Để một cái cần gạt ở đây đúng không? Lý thuyết nó sẽ như vậy đúng không? Hay mình dùng đá điện à? Xong lúc đi vào đập cái điện đi à? Hơi bị kỳ cục nhỉ? Mình nghĩ cần gạt là hợp lý mới nhá, cần gạt sẽ để ở đây. Nó sẽ không cứu quả được à? À bà, từ mình ơi, bây giờ cần gạt phải dùng cái gì nhỉ? Bây giờ phải xài cái gì mà kết hợp cần gạt chứ, lâu rồi tôi không dùng nó điện này, tôi quên xứ rồi. Bây giờ chúng ta cần cái gì nhỉ? Hình như cần cái này đúng không? À bà rồi, hình như là cần cái chùm tia tính năng này hay sao này, hay là cái cổng logic on gì nhỉ? Hình như cái này đúng không? Đây à? Phải à? Đây. À bà, như này. Rồi, nhớ. Ố, sao bị kẹt à? À.
bà sẽ bị kẹt, bị dính vào mười cái này bạn ạ. Ôi loằng ngoằng nhờ. Từ nha. Nếu thế thì như phải như này. Hơi loằng ngoằng một tí bạn ạ. Tôi phải thích cái như này đúng không? Tại vì lâu rồi tôi không xài cái giá điện này. Ôi nó trừ à. Ủa sao nó không kêu ta. Trừ ở đây này. Cộng ở đây này. Bây giờ làm sao cho cái thứ này nó không bị chạm vào cái cục này nhỉ. Nếu thế bắt buộc phải như này đúng không. Chúng ta phải làm như này đúng không. Ví dụ như này đi nhỉ. Ví dụ nhá. Như này đúng không. Nó không chiếu điện ở dưới à. Ủa tôi tưởng nó phải chiếu điện ở dưới chứ. Có cách nào cho chiếu điện ở dưới không nhỉ. Nó là dùng cái khối gì nhở? À, quên rồi bạn ơi. Tôi quên biết là xài cái gì rồi hay là xài cái này. Ê, từ nha. Tại sao chúng ta phải dùng cầm gạt nhở? Chúng ta dùng cái này được mà đúng không? Này, dùng cái này ngon này. Thế này. Đó, ví dụ nha, chỉ cần muốn làm gì đúng không? Đặt block đặt lên này. Nó bị vướng thì sao nó không tụt vào đấy? Ủa, sao nó... Ủa? Bị dính gì à? Ủa? Lạ vậy? Lâu không dùng cái đá điện mà lại giờ tôi hơi lú rồi. Này đúng không? Đây đúng không? Không phải để xa xa một tí đến này được rồi. Đấy. Để thế này cũng được bạn ạ. Rồi ok. Về cơ bản là như này bạn ạ. Đấy, về cơ bản sẽ như này. Chúng ta cầm dấu cộng bạc kín cái tên bình năng, dấu trừ cũng bạc kín cái tên năng, cái này cũng là bạc kín dầu pin. Ok rồi. Gần như là mọi thứ. Hình như là bạc kín tôi không đủ đúng không? Chết rồi. Bạc kín à? Hỏng rồi. Bà kín mình đâu có đủ đâu. Ây à. Hỏng rồi các bạn ơi. Bà kín rồi luôn bị đủ này. Kết tinh bình tính 5 không à. Kết tinh tính 5 mình nghĩ chắc là mình cũng đủ thôi. Bà kín thì đâu có đủ đâu. 8 cục đủ không nhỉ. Nhiều bạn bảo là anh mèo beo làm cái để sao chép đồ đi, nhưng mà mấy thầy mình thấy không cần thiết bạn ạ. Chơi thì mất vui đúng không? Thay vì mình ngồi mình sao chép thì mình đi tìm kiếm các thứ nữa hay, thế mới sinh tồn hơn chứ. Chứ bây giờ chơi sao chép tùm lum, thật ra mình biết làm, các bạn kêu là anh mèo beo kém thế không biết làm sao chép. Thật ra các bạn ơi, các bạn coi lại video từ mấy năm trước tôi đã làm cái đấy rồi bạn ạ. Thậm chí tôi còn mốt các thứ vào cơ, nhưng mà làm thế nó không vui. Nó không hay, bạn ấy làm thế làm gì đâu. Ủa, từng game lại to lên này. Chơi sinh tồn như vậy, chiêu giải trí, nhưng mà chơi ngồi sao chép các thứ, trừ khi là tôi sinh tồn hết tất cả mọi thứ, đánh hết tất cả con bố rồi, không có việc gì làm ấy. Nhưng kiểu ngày xưa tôi chơi sinh tồn thế giới mới ấy, kiểu không có gì để làm nữa, lúc đấy tôi đụng đến mấy cái kiểu mốt trong ngoài là sao chép các thứ thôi, nó chưa làm cái đêm gì vội đúng không, nhưng vẫn đang chơi vui kê, chơi vui vẻ mà. Chứ anh em đừng cứ nghĩ là tôi không biết làm cái đấy nha. Mấy cái đấy tôi làm từ mấy năm trước rồi bạn ơi, làm từ đời nam rồi chứ gì mà không biết làm mấy cái đấy ba. Thiếu rồi bạn ơi. Ây à, chưa đúng nào. À đâu, ủ thiếu thêm, thiếu 5 bạc kiếm bạn ạ. Ok, thiếu 5 bạc kín với cả kết tinh tín 5 này. Ok rồi, phải đi kiếm thêm đúng không? Bạc kín với cả kết tinh tín 5 rồi ạ. Giờ kiếm bạc kín nó khó hơn cả Titan ấy, tôi thật. Titan giờ dễ kiếm hơn chứ. Ok bạn ơi, lại làm một chuyến đi xuống dưới hang thôi. Mèo Bèo lại chui xuống hang bạn ơi. Rồi bạn ơi, Mèo Bèo chui vào hang. Mèo Bèo chui vào hang. Yo. Đấy bạn ơi. Ô, đang có cái hiệu ứng tăng tốc đạp mình. Từ đây nhìn là thử nó nhìn này. Đào nhanh chưa? Nãy bớt là mình chuyển qua Nini level 2 còn đào khiếp nữa bạn ạ. Không được đi xuống đường nào nữa. Đây à? Đây đúng không? Cầm cái đuôi đi á. Ơ cái đường đi xuống mình, trước mình đi đường nào xuống ấy nhở? Hỏng rồi.
Mình quên cái đường mình đi xuống bên này, bên này à? Bên này đúng không? Chắc bên này này. Chưa gì có quá bận rồi. Chắc mình cái mình đào này xuống đi nhở. Đào này xuống đi, mất gì đâu. What? Đào chúng cái hang luôn mà. Ok chua. Đang ở cao độ 24, 24 mình nghĩ đủ đấy. Ủa? Ủa sao lại có cái đuốc sáng ở đây? What? Cái đuốc này không bị tắt à? Ủa? Sao lại có cái đuốc sáng ở đây nhờ? Tức là chỗ này biến từng đi rồi đúng không? Nhưng mà cái đuốc này lại không bị tắt bạn ạ. Ảo chưa kìa. Hơi bị vô lý nha. Đuốc ở đây tắt này. Đấy, đuốc ở đây tắt, đuốc ở trên lại không bị tắt bạn ạ. Lava ở đây là không chảy xuống đúng à? Ở đây một cái đá phụ ma này. Ây à, hiệu suất trung cấp được bạn nhé, cũng được nhá, không tệ lắm. Ok, đi tiếp thôi. Mình đi kiếm bảo kiếm bạn ạ, xem có quen này bảo kiếm nhỉ. Thế này mình đi rồi à? Đi rồi bạn ạ, đi rồi lấy đôi bảo kiếm nữa bạn ơi. Hang này đi rồi à? Có hang nào khác không nhỉ? Nhưng mà tọa độ này hơi thấp bạn nhá. Chứ phải đi kiếm cái hang khác bên đây, từ hang khác thôi, hang này. À đây, bì. Ngon ngon. Ôi, đá phụ ma này, được. Cảm thấy đuốc vào sáng cái. Cần 5 bạc kín đúng không? Cẩn thận rơi vào lava nha. Bên này món quái này. Bạc kín đây rồi. Ngon ngon. Rồi đây. Mày, ê, cầm nầm đồ. Phụ ma này. Bên này có đồng, lấy thêm chút đồng nữa nhỉ. Sau này bởi cần đồng nữa khỏi kiếm thêm bạn ạ. Đằng nào cũng cần lấy đấy. Khiếp các bạn nhìn này. Cái hiệu ứng nhấp nhánh này nhìn đau mắt nhỉ. Có cách nào để tắt cái hiệu ứng lấp lánh của cái đồ phụ ma không? Chứ nhìn bà đau hơi bật. À, nhà tù này, ngon. Ủa, nhà tù kỳ vậy? What? Ủa, nhà tù bị gì ấy? À, bà, mình đào trúng cái sàn nhà của nhà tù bên ạ. Trời ơi, trúng nổ kìa, từ nè. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ủa, trúng nổ bạn ạ. Ôi, nhà tù nhìn lại bên ạ. Wow. Nhà tù nhìn hay nhờ. Ê, nhà tù giờ nhìn thực sự là thú vị nha. Ôi, không đánh được. Wow, khi mà con trừ bom kích hoạt cái hiệu ứng nổ á, là chúng ta không thể tấn công được, mình đánh kiểu gì cũng không trúng bạn ạ. À, giờ tôi biết bạn ơi. Cái bạc kín này ngon, 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 ngon bạn ơi, ngon, ok. Giờ tôi biết cái đấy bạn ạ. À, còn thế cơ à. Giờ mới để ý đấy, trước giờ để ý đâu. Ra là vậy bạn ơi. Có gì ở lấy nữa ông ta? Hết rồi à? Cái hũ gì không? Dừa leo chứ, phèn đấy. Cầu dê không? Ô, ném được à? Ê, giờ tôi biết là cái cầu dê ném được bạn ơi. Thật sự là không biết rồi đó, thật sự là tôi không biết rồi đó. Ok, bạc kín đủ đấy bạn ơi, thoải mái rồi. Tâm này thoải mái rồi, cần đi kiếm thêm thôi. Thế mình kiếm thêm cho nó dư giả bạn ạ, đằng nào cũng xuống cái rồi nhỉ. Hai cái hang này khá là mới này. Mày này. Bờ kín không có à? Ơi, đêm nay là một đêm hư không à? Thế thì phải nhanh thôi. Ủa, bờ kín nhiều chưa kìa? Phải đào đấy. Nhiều này không đào hơi phí bạn nhá. Ok bạn ơi, thôi về té té. À từ từ, nốt cái đá phụ ma cái. Yeah. Đi vô khách chơi. Ok, bấm quyển dịch chuyển là về luôn cho nhai bần ạ. À. Đấy, rồi. Bây giờ xin phép là về luôn bần ơi, về xây xây cầu biết thư cái đã. À, vẫn thiếu bần ạ, vẫn thiếu. Thiếu một cái tính năng này. Ây da, thiếu cái tính năng các bạn ạ. Đâu đủ đâu.
thiếu kết tinh tính năng bơ à? Bỏ lực sao à? Đủ không ta? Không đủ rồi. Đúng là tôi nên lấy nhiều cái bỏ lực sao hơn bạn ạ. Lấy ít rồi. Không đủ rồi, không đủ rồi. Khả năng cao là không đủ bạn ạ. Bình chế rồi cộng rồi, chế nhầm đấy, chế nhầm là toang đấy. Để ý bên nhá, chế cộng bên dấu trừ này. Nó thiếu gì nhỉ? Thiếu, à bớt, đủ không, đủ. Cái khối trước là không cần cái kết tinh tính nắp bên nhá, ngon. Bởi cần bấm nút chạm này đúng không? Nút chạm thường thôi bên ạ. Nút chạm thường cần gỗ, không nhầm cần gỗ. Đây, ok. May quá, đủ bạn ơi, đủ. Ủa, vẫn thiếu gì à? Các bạn thấy lạ không? Mặc dù là chế tạo được nhưng mà lại không sáng là sao? Game là logic nè. Game hơi bị thú vị ấy nha. Ok, rồi bây giờ đào xuống sàn nhà một chút. Nó sẽ nằm ở ô này các bạn nhé. Đấy, nó sẽ là ô này này, ô này này. Lấy cái xẻng ra này. Thế đập lúc, từ. Trước tiên bận á, mình phải chặt cái cây này đi. Đó, để các bạn biết sao, để mình còn đi xuống, mình còn đào bới ở dưới nhé bạn ạ. Tạm thời chặt đi bạn nhé. Ui, tưởng chặt đi mất luôn, sợ thế bây, may quá không mất mà, may quá không mất. Đấy, tạm thời chặt này đi, lát nữa đặt lại sau bạn ạ. Đó, chắc mình di chuyển dưới dễ này. Đó, ok rồi. Đào hai block ở đây này. Ok bận á, rồi bây giờ mình sẽ làm cái gỗ đúng không? Về chế gỗ đó, làm ván gỗ đó, quên mất. Ván gỗ còn dư nào nữa? Ván gỗ này à? Không có ván gỗ là khác không ta? Chắc mà không có bạn ạ. Không dư cái nào à? Không dư cái ván gỗ nào luôn mà. Ok, bây giờ phải chế rồi. Vật liệu này. Kiến trúc mới nhở? Hay là bây giờ vật liệu trang... Vật liệu chứ nhở? Hay là kiến trúc nhở? Ván gỗ không? Đây. Mấy bộ chết rồi. Bấm thừa bạn ơi. Thôi kiếm đi. Nó sẽ là như này đúng không? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ không vội nha. Này là hơi thừa đấy. Này là hơi thừa bạn ạ. Đào đây trước này. Cứ tạm thời đào đây trước bạn nhá. Bài đang hơi thừa này. Dấu cộng ở đây đúng không? Dấu cộng ở đây. Dấu trừ ở kia, dấu cộng ở đây đi. Xong dấu trừ ở dưới này. Đó. Thành nhanh không sắp tối bạn ơi. Dấu trừ ở đây này. Xong rồi cái khối trượt đấy không? Khối trượt bên này đúng không? Ơ, sao không hoạt động à? Ủa? Bất kỳ vậy? Sao không hoạt động ta? Tụi nhá. Đập tạm mấy cái này đi bạn nhá. Sao lại không hoạt động nhỉ? Ok, bên đây rồi bạn ơi. Đó. Về lý thuyết là hiện tại là nó đã hoạt động bạn nhá. Rồi. Bây giờ để nghiên cứu này. Để coi em nào. Đấy một cái hàng rào đúng không? Để đá điện lên à? Để điện lên đơn giản quá nhỉ? Đơn giản nhất là để đá điện lên bạn ạ. Nhưng mà trước tiên mình đóng lại không? Từ mình ở nhà mình có đá điện bạn ơi. Đêm là đêm hư không à? Đêm hư không đúng không? Cứ kệ hư không đi. Đá điện cất đây đúng không? Đây. Đi ra đi vào đặt đá điện xong đập ra đập vào à? Không hợp lý lắm hả? Nó hiện tại mình nó không hợp lý bạn ạ. Đập ở đây này. Đó. Về lý thuyết cái cổng này là ok bạn nhá. Đập ra đập vào à? Đập có khả năng nó sẽ rớt xuống dưới. Ui nó vỡ thậm chí là không được bạn ơi.
nếu mà đập thì có dễ đập, đập cái này nhanh quá nó rớt luôn cả cái dưới bạn ạ. Thì ra là thế, cái đập này hơi nguy hiểm nè. Ok, à đây, nhầm. Đó, đập mà rớt xuống dưới á bạn ạ, rất khó lấy lại bạn ạ. Đập mà rớt xuống dưới rất khó lấy lại bạn ạ, mình nghĩ không nên đập bạn ơi. Làm sao để làm công tắc để mở được nhỉ? Từ từ nhá, quay lại map này. Phải có một cách nào đấy nó hợp lý bạn ạ, nó hợp lý. Nếu mà để như này đúng không? Để như này xong mình đất mình che lên nhỉ? Khá là ok mới chứ đúng không? Để cái này đất che lên này. Tiếng game lại to rồi. Đó, như này đúng không? Đó, đứng ở trong nhà mở cửa ra được này. Khá là ok mà, một cách ok mà rồi. Cái tiền năng một đủ một cái tiền năng thì đủ các bạn ạ, đủ nữa. Ok, mình nghĩ cách này là hợp lý nhất rồi bạn ơi. Rồi mình cần chế thêm một cái nữa, máy móc. Tiếng game lại à, không to mê quá. Đâu nhỉ? Ủa cái đâu rồi, hay bên này à? Không phải đâu. Đây. Đồng và đồng mình chấp nhớ mình có dư mà nhỉ? Không dư nữa à? Không dư đâu mới. Tôi nhớ là tôi có dư đồng mà không dư à? Ôi không dư rồi. Cái bớt đồ linh tinh ấy đấy nhỉ? Mà tôi cần để lại nhé, quên. Bởi cái này lát nữa dùng đấy. Ok bên này rồi. Làm thêm bồi công tắc nữa bạn nhá. Hình như là hết gỗ rồi đúng không? Bảo là vẫn đủ sao ấy. Để ván mỏng á. Cái ván mỏng này cần gì nhỉ? Ván mỏng à? Ván mỏng đá à, cần phải từ đá đúng không? Lấy đá bạn ạ. Đá mình có mà, từ đây đá này chứ nhỉ? Quên, ván mỏng à. Đây đúng không? Ok bên này rồi, máy móc lại này. Rồi. Thế thì nó sẽ là cái bá. Đi khắc cho thủy. Đấy, mình sẽ như này, tạm thời đập đây đi bạn nhá. Đập đây đi. Đập cái này đi, đó. Đây nhỉ, mình sẽ để cái đế ở đây bạn nhé. Gì đấy? Ủa bố, con đâu ra vậy? Đi nó khác trời. Không biết ở đâu ra bạn ạ. Rồi ok bạn ạ, rồi để này hợp lý bạn ạ. Như này là hợp lý. Đấy, công tắc đó mở này. Đó bố, bây giờ chỉ cần để đất lên là xong thôi. Cỏ xanh tươi liền, che liền đấy. Hợp lý liền bạn ơi. Ôi trời ơi, chất lượng liền này, tới mình thay luôn nhá. Mình thay mấy cái này bằng cỏ luôn thì cho nhìn thẩm mỹ nhỉ. Đấy, công tắc để lại bạn ơi, mấy cái này thay bằng cỏ hết đi. Tuyên đá đấy, các thứ nhìn trông hơi kỳ kỳ. Đó, nhìn nó thẩm mỹ liền bạn ơi. Đấy, nó quái đâu. Bị rô đây, dọn bị rô đây. Ôi sao mới đóng mở này. Đó, mở cửa đi ra. Sao mới từ lấp đất lại đúng không? Phải đất lại cái. Đấy như này đi. Ok bận á. Rồi hợp lý liền. Đấy xong. Đóng cửa lại. Ui giời ơi, chất chúa kìa. Đi ra đi vào bữa đơn giản liền bận nhá. Đẳng cấp liền nữa còn gì nữa. Mấy con nào đâu đây? Từ mình sẽ dụ quái vào bận. Dụ quái vào. Đấy, dụ quái bận, dụ quái vào cái này. Mày này, này. Rồi. Ôi, không đơn giản rồi. Mày này, từ dụ quái bận đây. Dụ ở đây cái. Cái không đuổi em à? Ở đây, con quái yếu đuối vậy. Độ khó, ôi còn lại còn bắn xa à, còn bắn xa à. Cho xin cái cung đấy, không rơi cung à.
Mình cần dụ một con quá bẩn. Đây, con này đi. Này đi, này được đấy. Đây. Đưa con này. Rồi. À, đây rồi. Ngon thì vào đây. Ngon thì lên cầu đấy, xuống cầu này. Rồi, mày toang. Ui rồi, ôi chất chưa kìa. Quên chưa để bụi gai ở dưới. Quê quá. Quên chưa để bụi gai. Không sao ấy, đứng ở trên chém xuống bờ này. Đứng ở đây chém xuống cũng được bờ ơi. Quên chưa để bụi gai à. Quê tê nhờ. Đặt lại bụi gai các bạn ơi. Quên đấy. Hèo peo quên đấy. Đặt lại cái này cái. Cái này đợi tí nhá. Quên. So gì anh em. Quê. Ok, thiếu bụi gai à. Ủa sao lại thiếu bụi gai nhở. Về lấy thêm bụi gai bạn ơi. Thế như nãy mình bụi gai mình cất đâu nhỉ? Mình nhớ mình dư nhiều bụi gai mà ta. Không thiếu nha. Chắc chắn là bụi gai là không thiếu được. Đó, thiếu quá là được. Chắc nãy có mấy bụi gai nào rơi bụi gai. Ờ, hình như là bụi gai rơi và bụi gai là mất luôn à? Có phải thế không ta? Không biết nữa bạn ạ. Hay như nào nhỉ? Hay quên không nhặt ta? Có khi lại quên không nhặt đấy chứ. Ây à. Rồi kẹt luôn rồi. Lấy quyền để chuyển về cái. Thì bạn có phiếu giảm giá ở đây. Ok bạn ạ, rồi. Mọi thứ là ổn đấy. Nào bây giờ kéo quái vào nè bạn ơi. Kéo quái vô. Rồi đây. Rồi đây nè. Hay chưa. Đẳng cấp chưa anh em ơi. Mày nghe chưa. Ê, bẫy dụ quái liền bạn ơi. Sao mày ơi. Xuống đây sao mà lên được. Chỉ có chỗ ơi. Nhưng con này căng nha. Con này biết bay đúng không. Mày mày. Sao nó yếu vậy. Ngoắt con này gần chết rồi kìa. Mày bảo con bị đơ à. Con này bị ngáo rồi. Nào bố, anh em rồi 500 anh em rô hết đây đúng rồi. Rô hết đây. Ê á à, con này qua được à. Ê, bấm cổng hơi muộn. bạn ơi. Rô. Đây mở cổng cho qua nè, nào xuống đây nào, nào rồi nghe mấy rồi này, ấy à, bấm cổng muộn rồi ấy à, bấm cổng phải chuẩn nha, rơi này rớt rồi, nó anh em bấm cổng chuẩn nha, bấm cổng muộn là nhiều khi là hơi bóp đấy bạn ạ, nào rồi, tầm này sợ cái gì, nhưng mà nhặt đồ hơi khó nha đấy, nhặt đồ bẩn dưới hơi khó bạn ạ. Nhưng mà chuẩn làm cái hệ thống nhỉ, làm cái hệ thống phễu ở dưới xong chuyển đồ lên trên à, hơi phức tạp nè. Ơ kìa, biết bắt cua mà. Biết bắt cua đóng cửa từ đây, đóng cổng ở trước bên đây nó. Đóng cổng ở trước bên đây là chuẩn như này này, nó. Đóng cổng này trước bạn nha, cho an toàn bên đây. Đấy, xuống cái bấm luôn, bấm. À bờ đó. Nó phải như thế bên đây. Nếu quên không đóng cổng này bên đây bảo sao vẫn vào được. Nếu quên bạn ạ, quên không đóng cổng kia. Ghê chưa? Anh em thấy làm quả cổng nhìn nó uy tín liền bạn em ơi. Dăm bài con hư không. Muối, ok chưa? Nhìn nó xịn so chưa? Ok rồi, mình nghĩ chắc là video xin phép được kết thúc đây bạn ạ. Hôm nay hoàn thành xong cái cổng này nhìn nó uy tín liền chứ. Bài em. Đứng ở trên cái vô liếm, đứng ở trên cao đánh xuống vẫn trúng cái khiêm bạn ạ. Chả hiểu kiểu gì bạn ơi. Video xin phép được kết thúc thôi. Các bạn có cái đó gì muốn biết là dù nữa là hãy để lại bình luận với bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.